Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình và Quân Hiếp sẽ có một trận chiến các bạn ạ. Đó là trận chiến làm họa sĩ để xem ai vẽ đẹp hơn các bạn nhá. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ lựa chọn những người mà nổi tiếng ở trên YouTube để vẽ. Rồi. Và người đầu tiên vẽ sẽ là ai đây? Hà Sam. Vẽ luôn Hà Sam. Luôn Hà Sam nhá. Vẽ xong thì lát nữa mình sẽ bảo Hà Sam chấm điểm luôn các bạn ạ. Xem là bài của mình hay của Quân đẹp hơn. Đó. Đây là bút, đây rất nhiều bút luôn. Đây còn đây là hình của Hà Sam này. Để xem hình của Hà Sam trong này. Đây các bạn ơi, hình của Hà Sam đây nhá. Đấy. Có nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi. Các bạn ơi, đây là một có nghĩa là một trận chiến vẽ nhưng mà chúng mình vẽ không đẹp lắm đâu, nên chúng mình có vẽ xấu thì các bạn thông cảm cho chúng mình nha. Tại vì chúng mình không phải là họa sĩ mà, đây chỉ là một video cái giải trí thôi. Đúng rồi. Còn đây là 400.000 tiền thưởng do nhà tài trợ Hà Sam tài trợ chúng mình nha. Ai mà thắng á thì sẽ được 100.000 một lần. Đấy. Mà lấy động lực các bạn ạ. Lấy động lực. Còn bây giờ chúng mình cứ để đây đã. Rồi, vào trận chiến luôn thôi anh ơi. Trận chiến nha. Đây rồi, hình Hà Sam đây rồi. À, 1, 2, 3, bắt đầu. Thời gian vẽ sẽ là 15 phút các bạn ạ. Đó. Anh vẽ nó ở cái trình đẳng cấp của con ạ. Ghê. Sao trong cái ảnh này mắt của Hà Sam bé nhỉ Quân nhỉ? Ừ. Bé như thế này có nhìn thấy mắt đâu mà vẽ. Này như kiểu lông mi ấy. Vẽ mỗi cái lông mi vào thôi. Vẽ đúng rồi đấy. Kiểu cười híp mắt đấy. Cười típ cả mắt là. À nhìn thấy mắt chả, đâu. Chả nhìn thấy mặt dài nhỉ. Thế này anh vẽ mỗi lông mi thôi. Anh gần xong chưa? Chưa, còn lâu, bây giờ đang vẽ mắt đây. Hết giờ rồi. Hết 15 phút rồi còn đâu nữa. Tô gì nữa, thôi nữa là cố, phản cố, rồi. Cố. Thôi, chả cố gì hết. Xong rồi, đây các bạn ơi của mình đây này. Ui, đây này. Đâu. Ai đấy, dạ. Đấy là chưa tô xong thôi, tô xong hết chỗ này nó còn đẹp nữa. Ừ, anh tô xong rồi. Nào, dơ lên bây giờ, bảo Hà Sam ra chấm điểm nhá. Một bài của anh Gấu Đỏ và một bài là của Quân Hiếp nha. Mình sẽ xem là hai người này ai vẽ giống mình nhất. Rồi. Bài của anh Gấu Đỏ trước tiên. Trời ơi. Cái răng của em ấy nó đâu có bị thưa đâu. Mà sao anh lại vẽ như thế này? Răng của người ta đẹp như thế này các bạn. Đấy. Đây vẽ răng như là kiểu như là cái nó thò ra bên này, cái thò ra bên kia như kiểu là thế này này. Xấu. Cái răng này quá xấu. Rồi nha. Màu sắc ấy thì cũng được, rất là đúng này. Mắt này không phải là mắt kiểu như là nắng quá mà nó bị như này đâu, mà anh vẽ nhìn trong mắt như kiểu mắt lươn ấy. Mắt như kiểu là cái kiểu như là mắt con rắn nó đang bị tính toán điều gì ấy. Đấy, rất là đảo. Ấy chả, màu da là da hồng nha, da hồng đẹp này, ok. Rồi, xong bài anh Gấu Đỏ thì bây giờ sẽ đến bài Quân Hiếp. Thôi xong đời. Các bạn ơi, một ngón tay thì có bao nhiêu đốt hả các bạn? Các bạn thử giơ ngón tay của các bạn lên mà xem. Trời ơi, Quân Hiếp nó vẽ này 1, 2, 3, 4 đốt ngón tay rồi hả? 3 đốt ngón tay thôi mà nó vẽ 4 nè. Mắt này thì cũng long lanh to tròn đấy. Thế nhưng mà không đúng so với hình ảnh thì phải. Răng này có vẻ là đẹp đẹp này. Quần áo này nha, như là cái đứa ăn xin ý. Cô đây này. Nó rách dưới, nó tả tơi mà nó chả đâu vào đâu cả. Rồi. Yeah, tóc này là hơi rối bời nha. Thì so với lại hai bức tranh như thế này thì mình sẽ chấm là anh Gấu Đỏ được 6 điểm. Còn Quân Hiếp sẽ được 5 điểm rưỡi. Thế thôi. Các bạn ơi, các bạn chấm bao nhiêu điểm cho anh Gấu Đỏ và Quân Hiếp với bức tranh của Hà Sam như thế này? Hãy bình luận xuống bên dưới nhá. Đây.
Dê. Thế này em thua à? Thua rồi, mày vẽ xấu này chả thua. Người ta cười híp mắt, mày vẽ mắt tròn xoe như con bi ve thế này. Thử lắm. Đút túi đã. Nào chơi tiếp không? Có. Lấy lại chứ. Thế để xem bây giờ vẽ ai nào. Còn nhiều người nổi tiếng lắm. À. Đây đây đây. Chào các cháu. Bà Tân về lớp đi. Ok, vẽ bà Tân nhá. Đây các bạn ơi. Chào các cháu. Ok. Nào bây giờ bỏ bài này đi đã. Đấy hai tờ giấy ra. Đây. Nào. Chuẩn bị nhá. 1 2 3 bắt đầu. Bà Tân về lớp. Bà cười rất tươi này. Đấy, cười rất kiểu phúc hậu hiền hòa này. Mắt thì hơi nhăn nhăn do tuổi này. Bộ quần áo rất giản dị. Được rồi. Nhìn có vẻ dễ nhưng mà cũng khá là khó anh nhỉ? Khó chứ. Nhưng mà đối với anh không thành vấn đề phải không? Ok. Xong rồi, hết giờ. Ông nốt cái quần. Xì nào mới chả ông bê lắm. Các bạn ơi, đây là bài của mình nha, bà Tân. Đấy, còn đây là của Quân, ông Tân. Rồi, ông Tân. Gọi ai tao vào chấm điểm cho công bằng nhất. Rồi. Chào các cháu. Cục xì lầu. Thì là vẽ ai nhỉ các bạn ơi? À, vẽ bà Tân Vlog. Đây, chào các cháu đây rồi các bạn ơi. Rồi, bài này nhá, để mình xem nào. Bài này thì cái cô ở trong tranh này á, cảm giác như là cái cô này giống như là cô Thắm Về Làm hơn các bạn ơi. Trẻ măng, trẻ dã man, chắc là chỉ tầm 20 tuổi thôi. Dám chào các cháu. Đây này, ái già, môi thì môi đỏ nha, đỏ chét luôn. Áo thì màu sắc là cũng tươi tắn đấy. Ngồi nhưng mà ngồi cái kiểu này ngồi hay đứng hay mình không biết luôn ấy. Mà tóc ở trên ấy. Tóc như kiểu là đội cái vấn ở trên đầu luôn. Rồi, bài này mình sẽ cho... bảy điểm các bạn nha. Rồi sang bài này. Ôi mẹ ơi, trời ơi các bạn ơi, xong mà răng tự dưng lên răng môi lẫn lộn các bạn ơi. Đứa này lông mày này còn mắt biếc nữa cơ. Trời ơi, thế này nhìn giống hệt là đàn ông luôn đấy các bạn ạ. Em ơi, mồm sao con to kiểu gì mà răng lại nhiều thế hả giới? Không giống bà Tân. Cái bức ảnh này không giống bà Tân tí nào luôn các bạn ạ. Nhưng mà ấy, giống một điểm, đó là độ tuổi già. Nhìn già hơn cái bức này. Cái bức này so với cái bức này, cứ tưởng là bức này á, cô này ấy, là con gái của cái bà này. Đây. Trông khác hẳn nhau luôn. Rồi, thế nhưng mà sao mỗi áo một màu này. À, áo màu bên này mới đúng này, kẻ sọc xanh sọc hồng mới đúng này. Rồi, thế thì cái này là sai về màu này, mới lại răng bỏ này. Đúng thì là dáng già này mới lại dáng. Thôi, thì bước này mình sẽ cho làm. Khó quá, hai bước đều xấu như nhau ấy các bạn ạ. Rồi, mình sẽ cho bước này là 7,5. À không, bước này không 7,5 được. Bước này chỉ 7,1 đây. 7,1 điểm nha các bạn ơi. Yeah. Yeah, 7,1 đấy anh ơi. Đấy, thấy chưa? Nhìn này. Đây phải con mà tôi không này. Này. Nhìn này. Từ bé đến giờ mới thấy chấm 7,1. Chấm thế, chấm hạ thảm, chấm vớ, chấm vẩn. Hơn có 1, 0,1 chấm. Mầm của anh chẳng giống à? Anh còn giống cả có cả chữ chào các cháu giống hệt trong ảnh. Của em có không? Em
Không có, nhưng mà trẻ mặt anh nhìn mặt em này, nó có nếp nhăn nè, thấy không? Ôi nếp rồi. Nhăn các kiểu này. Thích nếp nhăn anh cho một tí nếp nhăn vào được. Đâu, làm gì có. Ê, hết giờ rồi không được vẽ. Lấy tiền mà giả thế này, vẽ nữa này. Ôm nữa. Hoa hoa hoa. Chơi nữa không? Bây giờ chơi một lần cuối một phát hết luôn. Còn mấy trăm nữa? 200. Ok, một phát hết luôn. Hết luôn. Nào. Nào. Bây giờ vẽ ai đây? Ôi ôi, được, em thích nghe nhạc chế. Hậu Hoàng á? Ừ. Ok, thì mình sẽ vẽ Hậu Hoàng nhau các bạn nha. Hậu Hoàng đang ở vườn bưởi. Thích đấy, vườn bưởi à? Đâu, không biết vườn bưởi hay vườn cam ấy. Thế thôi, cứ cho là vườn bưởi đi. Được rồi, vẽ ra. Rồi, bỏ cái này đi. 1, 2, 3, bắt đầu. Trời luôn. Mũ này, mũ thơ mộng ấy. Thơ mộng. Nhìn cái, như cái đĩa bay ấy. Đúng không? Ui, người ta đẹp thế bảo một đĩa bay. Tài. Vẽ đẹp vào. Ôi, yên đừng, tâm. Đừng em vẽ bà Tân thì già. Đúng già đúng không? Nhưng mà bây giờ vẽ trẻ này khó vẽ quá. À, chị thích vẽ người già à? Thích vẽ người già. Anh chị đang sợ anh vẽ người trẻ lại thành người già. Ngất ngây con gà tây luôn. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi à? Em xong rồi. Hết giờ. Úi giời. Ôi, hoàng hậu cơ. Hoàng hậu gì? Sao áo lại đỏ cho chết đi, ở trong này màu trắng à? Màu trắng em không nổi. Màu đỏ xong rồi kết hợp với màu da cam các kiểu này. Nhìn cái áo này như cái áo mưa ấy. Chả giống như áo mưa. Đấy chưa, xinh không? Thôi gọi tham vào chấm điểm đây. Dân nhạc chế nhìn phát biết ngay. Ơi, Hậu Hoàng các bạn ơi. Còn bên này thì không thể gửi nổi. Nhận xét bài đẹp này chưa bị. Xem nào. Úi. Uầy. Các bạn thấy giống bao nhiêu phần trăm? Còn Hà Sam ấy thì Hà Sam cảm thấy là nó giống khoảng độ được 80% luôn ấy. Từ màu môi này, rồi tóc này, rồi áo này, rồi mũ này. Ui, cả thần thái trên mặt các kiểu luôn. Nhìn rất giống Hậu Hoàng các bạn ạ. Đây. Trời ơi, bức này quá là đẹp luôn ấy. Rồi, bức này thì Hà Sam sẽ chấm cho là 8 điểm nha. 8,5 đi. 8,5. Bởi vì màu sắc cũng rất là giống với lại ảnh gốc này. Rồi màu môi này. Rồi mặt mũi thần thái ấy, rất là giống luôn. Rồi. Rồi, còn đây là Hậu Hoàng phiên bản lỗi các bạn ơi. Phiên bản trời mưa đi. Đi lựa đang đi shipper gặp trời mưa. Đây, cái áo choàng trông như là kiểu bông hoa hồng úp ngược ấy. Rồi nha. Và cái phần nó không liên quan gì đến cái bức ảnh gốc luôn ý. Bức ảnh gốc là Hậu Hoàng đang nhìn kiểu nghiêng như thế này, rất là tươi tắn trẻ trung, hiểu không? Nhìn này thơ mộng. Còn đây là như kiểu là muốn ăn tươi nuốt sống như người ta ấy. Đây, đứng thẳng tưng. Mắt rồi lại thế này này. Đấy, cái kiểu mặt nó thẳng nhưng mà mắt nó lại liếc. Đấy, nha. Cái bộ răng thì không thể nào chấp nhận được các bạn ơi. Hậu Hoàng cười ấy, răng rất là đẹp, răng rất là đều luôn. Nhưng mà mồm ở đây ấy, thì lại cái kiểu răng nó lại kiểu như là ấy, như cái hố không đáy ấy. Nó thế này này. Không thể nào tưởng tượng được luôn. Cái mái tóc này thì cũng không giống luôn. Mái tóc Hậu Hoàng rõ ràng là hơi dài dài rồi bạn. Còn đây thì là như kiểu tóc như kiểu là vừa cạo, bị cạo nửa đầu xong ấy. Tóm lại là bức này quá là xấu. Xấu nhất từ nay đến giờ luôn ấy. Trời ơi. Bước này các bạn nghĩ xứng đáng được bao nhiêu điểm? 1 điểm chứ còn gì nữa. 1 điểm nhưng phải viết to vào. 1 điểm nha các bạn nha. Rồi. Chắc là còn không được đến 1 điểm luôn ấy. Rồi ôi. 1 điểm à? Nè. Nhìn này, cười tươi nè. Thôi, còn cười tươi gì nữa, mày đây xấu như ma mút thế trả được 1 điểm. Áo, đây là 8,5 này. Áo thì ta màu sắc nè. Đấy. Mày đây là mày vẽ bà Lào ngoài chợ chứ không phải bà vẽ Hậu Hoàng đâu mà chợ. Thế đây là vẽ người yêu mày. Bây giờ thằng này tách đầu óc, nó đang tưởng tượng người yêu, nó vẽ người yêu nó rồi.
đúng không? Không. Nhưng mà của anh được mỗi một màu, hai màu của em này. Bây giờ tính màu xem, bây giờ tính màu xem kiểu gì chẳng em tỏ thắng đúng không? Tính màu làm gì? Nó phải là bản vẽ phải y như bản gốc ấy. Nó phải chuẩn màu chuẩn chỉnh như này chứ. Mày vẽ vớ va vớ vẩn. Rồi. Là 200 này là phần thưởng của mình. Còn lại của mình các bạn ạ, đứt túi. Đấy các bạn ơi, từ nãy giờ mình với lại Quân Hiếp vẽ, các bạn thấy của ai vẽ đẹp hơn? Đấy, Hậu Hoàng này đẹp hơn đúng không các bạn? Và bây giờ video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye.